Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người một cái đường dây điện các bạn. Trước mặt các bạn đây là cái ổ khóa. Thì để mà câu trên chiếc máy cày đó thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ sử dụng một cái ổ khóa là 6 chân nha các bạn. Chức năng của nó thì nó sẽ có cái chức năng là xông bét thì chúng ta mới đấu được trên cái chiếc máy cày cái dòng nghĩa địa mà có cái hệ thống sấy á. Thì các bạn sử dụng dùng 6 chân. Rồi, dụng cụ cần thiết. Hôm nay là mình sẽ review lại các bạn camera nè. Đã mua một cái ổ khóa và cái này kêu bằng là 6 cái đầu cót 5 ly nha các bạn. Nó thì 6 cái chân này là nó sẽ sử dụng 6 cái đầu cót 5 ly trên cái ổ khóa này. Và cái ổ khóa này là cái ổ khóa máy cày thường thường mình sử dụng đó. Đó. Đây. Anh em nhìn thấy cỡ ha. Rồi, ok. Bây giờ thì camera quay lại sát nè. Trên cái ổ khóa này thì mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ. Quay sát sát vô cho khán giả là thấy. Sát vô. Thì cái sơ đồ này á, là cái mạch điện này các bạn, thấy không? Cái mạch điện mà của cái ổ khóa đó thì chúng ta mình xin lỗi các bạn nha, mình giọng hơi khan. Mình đã đo trước rồi để mất thời gian của các bạn đó. Thì trên cái sơ đồ này á, là mình đo hết đầy đủ rồi, thì chúng ta căn cứ vào cái sơ đồ như thế này nè, chúng ta sẽ đấu cái đường dây điện từ cái ổ khóa này cho tới xong luôn. Thì các bạn sẽ giải quyết nó rất là nhanh chóng nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là anh em nào mà chưa có biết về điện á, thì anh em sẽ gối nha. Còn anh em mà biết cơ bản về điện thì anh em nhìn vào cái sơ đồ này á, thì anh em sẽ hiểu cái nguyên lý của cái ổ khóa 6 chân Made in Thái Lan nè. Nói chung cái loại này nó cũng khá tương đối, mình thấy nó ổn đó. Thì trên cái dòng này thì nó đặc biệt là chúng ta phải căn cứ cho đúng đúng cái mà chúng ta vẽ trên sơ đồ này. Để vì nếu mà các bạn không căn cứ đúng á, thì các bạn sẽ bị cháy dây nha. Đó, mình chắc chắn điều đó luôn nha các bạn. Thì cái đầu cót này á, đây thì mình đã cắt dây như thế này đó các bạn nè, sát vô. Những cái sợi dây thế như thế này nè, cái đầu cót 5 ly chúng ta sẽ nhét vào đây. Chúng ta lấy cái kìm á, có cái chức năng mà bấm á, chúng ta sẽ bấm lại. Các bạn bấm vô, các bạn đấu vô cái ổ khóa nó như thế này nè, nó thì nó sẽ tiện và nó chắc chắn hơn nha. Đó. Giống như vậy nè. Đó. Thì mình sẽ nói luôn cho các bạn là một cái sơ đồ dây như thế này nè, rồi để mà tránh mất thời gian của anh em luôn ha. Thì giờ như nói chung anh em rõ giờ anh em mình cũng không có chia sẻ lên đây qua cái chuyện lặt vặt này đâu ha. Mình cắt bỏ dây thì cái đường dây cũ của nó đó thì nó cũng nói chung nó cũng đứt, nó ấy đồ tùm lum lắm, với lại nó lỏng đồ đó. Các bạn thay ổ khóa là các bạn cũng phải làm chui đầu lại chắc chắn hết để chúng ta chạy ok hơn. Rồi mình sẽ nói với các bạn ở đây luôn. Đây. Thì cọng dây đỏ đó các bạn, trên đây nè. Nó sẽ bao gồm là có là khoảng chừng 4 5 dây thôi. Nói chung là nó đường dây máy cày này nó cũng đơn giản lắm. Đó. Thì cái cọng dây đầu tiên á, đó là cái cọng dây B. Là trên cái chiếc lẻ hai nó sẽ là cái cọng dây B, có nghĩa là cái bình battery đó bạn, nghĩa là tiếng Anh là gọi là bình đó. Thấy không? Thì cọng dây đỏ sọc trắng đó là cọng dây bình, dây B. Nó cái cọng dây đầu ra của nó nè. Thấy không? Cọng dây AC. Nó thì nó sẽ là cái cọng dây đỏ, đỏ không. Đó là cọng dây on đó. Còn cái cọng dây D nha các bạn, chú ý nha,
là mình nói chung mình chia sẻ anh em nào biết rồi thôi, không biết thì chịu khó xem chút. Cọng dây nó bao gồm là nó có hai loại dây đen sọc trắng, có nghĩa là cọng dây đen sọc trắng nhỏ có cái chức năng là đề đó các bạn, thấy không? Thì thường thường cái cọng dây chuyền đen sọc trắng mà nhỏ hơi nhỏ nhỏ nó chuyền vào trong cái con cốc đề của các bạn đó là cọng dây đó nó hơi nhỏ hơn cọng dây song bét. Nó thì cọng dây song bét, cọng dây sấy có nghĩa là cọng dây đen sọc trắng nhưng mà nó to hơn một chút. Đó thì các bạn sẽ đấu như sau. Thì theo cái sơ đồ mình đã đo rồi á, thì cộng với AC thì có lẽ là các bạn cũng biết rồi ha, B rồi bắt đầu tới ACC. Đó, ACC thì các bạn sẽ đấu vô cộng với AC này, ngay vị trí AC. Cộng dây đỏ đang bật chìa khóa. Còn cái cộng dây sấy đầu tiên á thì các bạn cộng dây sấy cái đầu ra của đường dây sấy á thì các bạn sẽ đấu vào R1 ha. Nó để nói cho nhanh để rút gắn cái thời gian các bạn khỏi phải mò đó, đúng cái ổ khóa này thì các bạn sẽ câu ngay chuẩn luôn. Rồi cái cọng dây đen sọc trắng mà nhỏ là cọng dây đề thì các bạn sẽ đấu vào R2, nó là ngay chốc luôn nha, không có sai chỗ nào luôn. Thì đây ổ khóa này thường thường là mình sẽ để cho các bạn xem nè. Đây nè, ổ khóa, nếu mà cái ổ khóa nó nằm thì nó sẽ dày. Đây cọng dây battery là cọng dây bình, các bạn để lên đây là B ha. Còn cọng dây đỏ đầu ra thì cọng dây đó sẽ là cái cọng dây ACC. Đó, đó là hai anh này. Rồi cọng dây đề là có nghĩa là cọng dây R2 là dưới này. Đó, còn cọng dây song bét là R1, đó là sấy. Ok nha các bạn, thì nó sẽ dư hai cái chức năng trên đây, có nghĩa là BR. Nó thì cái chức năng đó là mình chưa có thấy nó sử dụng ở trên cái chiếc máy cài, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng những cái dòng ổ khóa khác á, thì các bạn sẽ biết được cái công dụng của nó, tại vì nó có phát triển những cái động cơ khác nè. Còn cái trên máy cài mình, cái hệ thống nó chỉ sử dụng là sấy nè với bật công tắc đó, cái loại này á nha. Còn cái loại ổ khóa riêng của nó nữa thì nó sẽ có cái chức năng là tắt máy cho các bạn luôn. Thì bao gồm một cái video ngắn như vậy đó các bạn. Thì đây là cái sơ đồ nè, nó ra quay cho đây cho anh em nó xem đó. Thì nó chỉ có là bao nhiêu đây thôi nha, anh em mà ghi lại thì anh em sử dụng sau này anh em sẽ áp dụng vô trong cái chiếc máy cài của anh em đó. Rồi rồi ok anh em, thì video cũng chia sẻ với anh em tới đây thôi. Chúc anh em sử dụng chiếc máy cài thật là tốt và có một cái kinh nghiệm về điện cùng nhau chia sẻ, để lại comment phía dưới nha các bạn. Anh em nhớ đăng ký và cho mình một like để ủng hộ thằng nha. Xin chào, hẹn gặp lại.